Bây giờ chúng ta cắt ra độc lập, thành ra hai bé sẽ có một cái sự thay đổi về sinh lý rất là lớn, và chúng ta chờ đợi cho cái sự. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thanh Hùng, trưởng khoa ngoại thận tiết niệu, bệnh viện Nhi Đồng 1, trưởng ekip tiết niệu sinh dục cho hay, trên lý thuyết Diệu Nhi, Trúc Nhi vẫn khả năng sinh con, tuy nhiên cần phải theo dõi lâu dài, chưa nói trước được điều gì. Trao đổi với pháp luật và bạn đọc, tiến sĩ, bác sĩ Lê Thanh Hùng, trưởng khoa ngoại thận tiết niệu, BV Nhi Đồng 1, trưởng ekip tiết niệu sinh dục không giấu được cảm xúc vỡ òa, hạnh phúc sau khi kết thúc ca mổ vào tối 15/7 là ekip cuối cùng thực hiện vai trò đặc biệt quan trọng khi phải di rời các bộ phận niệu quản, bàng quang, tử cung, buồng trứng về đúng chỗ. Bác sĩ Hùng cho biết đã đúng hình khi gặp phải một tình huống bất ngờ. Đó là giây phút ekip nhận thấy bàng quang và lỗ mở niệu đạo không như dự đoán ban đầu mà chéo với nhau, qua hướng thông tiểu, bác sĩ Hùng đã lúng túng. Khoảnh khắc ấy khiến tôi khựng lại, nó giống như con đường mình đi có một cây chắn ngang. Bình tĩnh lại, khi ekip khám bàng quang, bụng thì ống dẫn nước tiểu đang bị để lộ bên. Tất cả chỉ là sự nhầm lẫn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm sau sự cố hết hồn, tiến sĩ, bác sĩ Hùng chia sẻ. Cũng theo bác sĩ Hùng, điều đáng mừng là kết quả siêu âm những ngày gần đây, hệ niệu dục, tử cung, âm đạo của hai bé có máu nuôi tốt. Theo đúng liệu trình điều trị, hai bé vẫn có tử cung, âm đạo bình thường, khả năng sinh con, đẻ cái của hai cháu vẫn có, không ảnh hưởng gì. Trên lý thuyết, hai cháu vẫn có khả năng sinh con đẻ cái, nhưng mình phải theo dõi lâu dài, vẫn chưa nói trước được điều gì, bác sĩ Hùng nói. Chặng đường hồi phục sẽ còn dài. Về tình hình sức khỏe của cặp song sinh, bác sĩ Tiến cho biết hiện tại vết thương của hai bé bước sang ngày thứ 5 sau ca đại phẫu, nên chưa thể khẳng định được điều gì. Hai bé được nuôi ăn hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch. Trao đổi với VTV, tiến sĩ, bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc bệnh viện Nhi Đồng thành phố cho rằng quá trình hồi sức và hồi phục của hai bé là chặng đường dài. Trong vòng 3 tháng tới, các bé sẽ được tái tạo đường tiêu hóa, đường tiết niệu, khép lại khung chậu, một hành trình nhiều thử thách ở phía trước để thay đổi số phận. Thời gian tới, khi sức khỏe ổn định hơn, hai bé sẽ tiếp tục lên bàn mổ để bác sĩ tái tạo hoàn chỉnh hệ tiêu hóa, tiết niệu và các cơ quan khác. Các bài tập vật lý trị liệu về vận động, hô hấp ở giai đoạn hậu phẫu muộn cũng sẽ được thực hiện sau đó. Các bác sĩ cũng lên kế hoạch tập vật lý trị liệu, xoay trở cho bé để đảm bảo các chức năng vận động sau này. Ngoài ra cũng phải cải thiện về hô hấp, tích cực kiểm soát tình trạng nhiễm trùng cho Trúc Nhi, Diệu Nhi. Kỳ tích, chia sẻ về ca phẫu thuật tách rời hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi, tiến sĩ, bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc bệnh viện Nhi Đồng thành phố cho rằng đây là một kỳ tích. Theo giám đốc bệnh viện, về mặt chẩn đoán trước mổ, cả hai bé đều có tình trạng giãn não thất nhẹ, riêng Diệu Nhi có tổn thương di chứng ở vùng thùy chán bên phải. Nhưng về thăm khám, hai bé bình thường mặt, phát triển tâm thần vận động. Một biến cố nữa là Diệu Nhi bị hẹp khí quản bên trái, đây là một thử thách cho vấn đề gây mê, làm sao đảm bảo thông khí cho hai bé. Đây cũng là khó khăn trong giai đoạn hậu phẫu, thở máy như thế nào vì có nguy cơ tắc đàm. Do đó, giai đoạn hậu phẫu phải theo dõi chặt chẽ. Hai bé chỉ có chung một đại tràng, phần nhiều là của Diệu Nhi. Tất cả cái thì mổ trước đều không mất máu, chỉ đến cái phần đục xương thì bất cứ nơi nào mà đã đục xương thì nó đều mất máu, nhưng sẽ cố gắng giới hạn tối đa. Diệu Nhi có hậu môn, đại tràng, khi phẫu thuật bác sĩ phải chia lại cho bé Trúc Nhi. Một phần ruột của bé Diệu Nhi đã được chuyển qua Trúc Nhi. Tuy hai bé có hai thận, hai bàng quang rõ ràng, nhưng chớ trêu là bàng quang, một bên là nhận thận của Diệu Nhi, một bên là thận của Trúc Nhi. Khi mổ, bác sĩ phải tách ra và tái tạo lại hệ niệu cho bé. Điều thú vị là khi trích thuốc cho bé Trúc Nhi thì bé Diệu Nhi ngủ trước, chứng tỏ có sự thông nối rất lớn giữa hai bé. Ở vùng chậu, chẩn đoán hình ảnh cho thấy rõ mạch máu thông nối hai bé với nhau, bác sĩ Định cho biết. Ngay từ khi mà nhận bé từ bệnh viện Hùng Vương về, trong cái giai đoạn sơ sinh cũng trải qua bao nhiêu là sóng gió, điều đó cũng đã làm trăn trở cho cả một ekip. Và trong suốt cái thời gian mà bé nằm tại bệnh viện thì chúng tôi cũng đã tập trung để mà điều trị, cũng như là làm như thế nào cho bé có một sức khỏe tốt nhất.